tuổi. Hôm nay anh chị khách đã mua ủng hộ Hoàng Kê N U1X, nhưng mà cái cầu thang rất là khó, thành ra Hoàng phải đến trước để xem cái cầu thang có lọt hay không. Cái này em nghĩ là ok này, cái này lên là ok nè. Thì từ đây lên đây đủ cao, dư, cái này dư. Nhưng cái cửa này anh, từ mép này nha, đến cái này là 1m6 tròn đó. Đây tới đây 1m6 tròn. Thì mình tới đây, mình đứng đây là đủ rộng để mình xoay cái đàn qua rồi. Đủ rộng qua xoay cái đàn qua rồi. Sau khi Hoàng khảo sát lần 1 xong, Hoàng vẫn chưa yên tâm, Hoàng vẫn phải nhờ đến anh Linh bên đội vận chuyển để anh Linh có kinh nghiệm, anh Linh coi trước xem là có qua được hay không. Sau đó anh Linh có chat với Hoàng bảo là cái này khó quá Hoàng ơi, chắc không được đâu. Rồi Hoàng cũng cố gắng là đưa các thông số kỹ thuật của cây đàn về cái kích thước chiều dài đó. Và anh Linh bảo khả năng được chắc có đó, thôi ráng nha. Thế là cuối cùng chủ Hoàng cũng đã quyết định vận chuyển cây đàn đến đây. Và bây giờ các bạn theo dõi cái hành trình lên của Hoàng nha. Đây là khúc cua đầu tiên. Đó, khúc cua đầu tiên tưởng là khó nhất nha. Và cái khúc cua 2 thì Hoàng nghĩ là bình thường. Nhưng mà khúc cua đầu tiên này, lên một phát một là được luôn. Trời ơi trời. Quá dữ. Không có cách thầy là tiêu. Tới chỗ này vẫn còn nghĩ là cái lỗ thứ hai là chui lọt đó, dễ thôi, không có gì khó đâu. Chịu đó, gã đi bạn ơi. Đẩy lên đi, đẩy lên đi. Đẩy lên xoay hơn nó nghe gã. Không, gã thì không xoay gã đi gã. Không có chỗ xô. Bạn cứ né đi đó, đi dữ rồi. Rồi thả ra ra đi, được rồi đó. Đưa qua đưa lại phải nó mất là nửa tiếng vẫn không được các bạn ạ. Ở cái đoạn này mà không được là tính bỏ cuộc ra đây. Xéo này không được rồi, thua rồi. Rồi nha, từ thua rồi. May quá, mấy anh cũng rất là nhiệt tình. Bây giờ gỡ được cái chân rồi, đem lên lại thêm một lần nữa coi. Các anh vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách để cho nó qua được cái chỗ này. Không có là đi về là xôi hỏng bỏng không, không được gì luôn, mà còn lỗ tiền xe khoảng độ 1,5 triệu đó các bạn. Thì bây giờ Hoàng bán được thì Hoàng có lời, mà không bán được Hoàng vẫn phải trả tiền xe thôi. Có lý. Yeah. Thôi. Anh nằm chân trên này anh. Rồi ok. Bật chân em. Rồi, lên nè. Rồi. Đó càng luôn này. Túm lại cái ca này á, thành công là nhờ mình không bỏ cuộc. Cố gắng để cho nó qua. Mà không phải Hoàng cố gắng mà là mấy anh kia cố gắng nè. Nói thiệt, qua cái này Hoàng rất là cảm ơn các anh vận chuyển. Bên công ty Hoàng đã đồng hành với đội vận chuyển này cả mười mấy năm rồi các bạn. Tao tự chỉnh về lại tiếng piano nha. Tự chỉnh về tiếng piano. Giờ chỉnh về tiếng piano thì nhấn cái là nó về luôn. Khỏi cần bấm một cái thôi. Không cần nhấn số nữa. Yeah, đúng rồi. Quá. Đây. Chào bài cả nha. Đấy. Âm lượng ở dưới đúng rồi. Chính xác.
Dạ. Còn thuộc bài nào không? Có thuộc bài nào không? Không biết. Yeah, chưa biết đánh. Chưa biết đánh đầu tư. Rồi quay đó. Xin chào các bạn. Cái đàn này đó, nó là nguyên khối cho nên là rất là khó gỡ ra. Thế tuy nhiên là cũng phải tìm đủ mọi cách để gỡ ra để lên được cái lầu 2 này, bởi vì các cái cửa thông á là nó rất là chật. Lên từ 8 rưỡi mà bây giờ 11 giờ 2 tiếng rưỡi rồi mới lên được cái tới lầu 2. Rất là cực các bạn ạ. Nhưng mà lên thì nó cũng xứng đáng thôi. Cây này rất là xịn. Rất là xịn luôn. Nhà đàn của bà cho bạn nghe rồi đi về nha.